mấy cái lọ trắng nó phập phồng phập phồng như là bong, ghép đi. Như bong bóng cá. Đang bơm xương vào trong xương hàm. Em bắt chim lên rồi. Đừng dùng tre như thế lúc anh đang làm. Rồi, ok. Thế vậy. Đó sang bên này. Ok. Rồi, dí sát vào, dí sát vào. Đấy, mấy ảnh chụp cho anh. Quay từ bên này, check từ bên này sang thì sau đại học thì trả lại cái này. Bên này tôi chậm này đặt đây nó rút cho cái quá trình mà giữ cái xương ở trong đó. Nó được an toàn, nó được bảo vệ đúng không? Hay em chia sẻ nữa.